À, kính thưa quý vị khán giả, dự án cao tốc Dầu Dây Phan Thiết là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 30 tháng 9 năm 2020. Sau hơn 7 tháng kể từ ngày khởi công, các đơn vị chủ đầu tư cùng với các nhà thầu đã cố gắng tập trung đẩy nhanh thi công để kịp hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra. Tuy nhiên, cho đến nay dự án có nguy cơ chậm tiến độ do một số vướng mắc trong quá trình thi công dự án. Và nguyên nhân chính chủ yếu là do thiếu nguồn cung vật liệu san lấp nền đường. Kính mời quý khán giả mình tiếp tục theo dõi tiếp đoạn phóng sự ngắn sau đây. Dự án cao tốc Dầu Dây Phan Thiết chính thức khởi công vào ngày 30 tháng 9 năm 2020, có thời gian dự kiến hoàn thành sau 2 năm thi công. Toàn tuyến có tổng chiều dài 99 km, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài 51,5 km. Hiện nay các gói thầu của dự án được triển khai trên thực địa về cơ bản đang đảm bảo được tiến độ. Khó khăn nhất hiện nay là việc khan hiếm nguồn vật liệu san lấp có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Vì trong phạm vi dự án có 4 mỏ đất có thể sử dụng, các mỏ này đều nằm trong quy hoạch nhưng chưa có giấy phép khai thác. Thời gian qua, đơn vị đang điều phối đất trong quy mô của dự án để san lấp mặt bằng, nhưng cũng chỉ đáp ứng được 1,3 triệu khối đất trên tổng số 3,4 triệu khối đất đắp của dự án. Thì theo thiết kế phê duyệt ban đầu, thì đối với gói thầu của chúng tôi có 4 mỏ đất. Tuy nhiên, hiện nay 4 mỏ đất này đều nằm trong chỉ có quy hoạch, chưa có cấp phép thi công, dẫn đến là chưa có nguồn vật liệu đất để thi công. Hiện tại, để đảm bảo tiến độ thi công trên công trường, chúng tôi tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng ca thi công ngày và đêm và sử dụng toàn bộ nguồn vật liệu đào đất tận dụng đắp để thi công trên dọc tuyến. Tuy nhiên, theo tính toán của nhà thầu chúng tôi, đến hết tháng 4 này thì chúng tôi sẽ thi công xong cái hạng mục đất đào đất tận dụng để đắp. Nếu như chưa có nguồn vật liệu ngoài được phê duyệt thì rủi ro rất lớn, có thể dẫn đến chậm tiến độ thi công của gói thầu. Bên cạnh đó, đối với công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cũng đang gặp vướng mắc. Tuyến chính trên địa bàn huyện Xuân Lộc đã bàn giao 34,93 km, đạt 98,5%. Còn lại, 0,4 km chưa thể bàn giao, nằm trên địa phận các xã Xuân Hưng, Xuân Tâm và một số nhánh lõi của nút giao quốc lộ 1A. Đối với công trình hạ tầng trên tuyến chính, còn vướng 23 đường dây điện trung thế nằm trực tiếp trên công trình cầu cống đường của dự án. Ngoài ra, đường dây điện dân sinh đang vướng 26 điểm. Những vấn đề này cũng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình triển khai thi công các hạng mục tiếp theo. Để tháo gỡ vấn đề khó khăn này về nguồn vật liệu, thì chúng tôi đề xuất chính quyền địa phương, các cấp, các ngành có liên quan giảm thiểu các thủ tục về phê duyệt cấp phép cho các mỏ đất để sớm có cấp phép để thực hiện thi công của dự án đảm bảo tiến độ. Đối với các vấn đề liên quan đến mặt bằng, đề nghị chính quyền địa phương sớm đẩy nhanh thông tuyến các vị trí còn vướng mắc, sớm đẩy nhanh công tác phê duyệt đấu thầu và triển khai thi công tháo dỡ các cái đường dây điện trung thế hạ thế, đường cáp quang các thứ trên tuyến ảnh hưởng trực tiếp đến công trình của nhà thầu sớm có thể thi công được. Thì cái dự án đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây này thì ảnh hưởng tới 871 hộ dân. Thì đến nay là cơ bản là dân là đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Thì huyện cũng đã, địa phương cũng đã bàn giao được cho chủ đầu tư là tới là 98,5% rồi. Nói chung là cơ bản. Hiện nay chỉ còn vướng 1-2 hộ gì nữa thì huyện cũng đang tập trung rà soát để là có cái hướng xử lý. Về cái di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thì báo đồng chí thì hiện nay huyện cũng đang là lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật. Thì dự kiến là khoảng giữa tháng 5 thì hoàn thành công tác di dời hạ tầng kỹ thuật. Có thể thấy ngoài vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật thì dự án cao tốc Dầu Dây Phan Thiết gặp rất nhiều áp lực về nguồn vật liệu san lấp. Nếu không có cơ chế tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cấp phép khai thác, thời gian xử lý hồ sơ thì nguy cơ thiếu hụt vật liệu san lấp dẫn đến chậm tiến độ, đội chi phí ở dự án này là khó tránh khỏi. Do đó, thời gian tới rất cần chính quyền các cấp, các ngành sớm tháo gỡ các vướng mắc trên để dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ đã đề ra.